hôm nay giới thiệu các bạn chiếc xe công nông to nhất miền Bắc các bạn nhé. Xe công nông phải nói là lớn nhất từ xưa đến nay. Bây giờ mình được chứng kiến một chiếc xe siêu to khổng lồ như vậy. Chiếc xe công nông 5 khối các. Chiếc xe được sử dụng lốp trước là 700-16 các bạn nhé. Quá là khủng. Trang bị khối động cơ máy ô tô phanh gấp đôi. Đây là chiếc xe công nông to nhất huyện mình các bạn nhé. Phải gọi nó là một chiếc công nông ô tô các bạn nhé. Quá là to. Chiếc xe được trang bị khối động cơ của ô tô 3 thụt trước. Chiếc xe công nông bự chà bá nhất từ xưa đến nay. Các bạn có thể thấy chiếc xe quá là to, siêu khủng, được chế tạo bởi xưởng của anh Hiền. Đây là chiếc xe công nông to nhất mà mình đã từng review. Bây giờ mới được review cho bạn xem nhé. Phải nói là một siêu xe công nông. Ui, các bạn lại thấy quả còi hơi của nó cũng là phê.
trình rất là dài luôn ạ. Chiếc xe của chúng ta chở ra đến vị trí cầu Ben. Sau một cái hành trình rất là dài, chiếc xe công lông chúng ta đã tới nơi. Các bạn có thể thấy cái độ bự chà bá của chiếc xe công lông quá là khủng. Bốn khối cát và đây là hai bên chịu lực các bạn nhé, quá là to, chiếc xe to nhất từ xưa này mà mình chưa từng được thấy. Một quả thùng phải nói là cực là khủng, 5 khối cát. Các bạn cùng tôi xem thông số lốp sau của em nó quả lốp đôi. Các bạn thấy 825-16. Các bạn xem những quả máy ô tô. Chạy được không anh? Một lát nữa thì các bạn xem cùng với tôi theo chân bác tài xế công lông đến bãi cát để review sâu hơn về chiếc xe này cho các bạn xem. Quá là tuyệt vời các bạn nhé. Các bạn thấy chiếc xe được trang bị hệ thống phanh lốc kê và cái quả nhíp vào. Các bạn thấy quả nhíp cực là khủng. Cầu này là cầu 10 tấn luôn các bạn nhé. Cầu này của xe ô tô ben tải Silochắc TMT, quá là to. Phải nói là một chiếc xe khủng, siêu khủng khiếp từ xưa đến nay. Bây giờ mình thấy một chiếc xe to như vậy. Và đây là hệ thống cầu, cầu số các bạn nhé, quá là to luôn. Các bạn có thể thấy hệ thống dầu thủy lực, hệ thống dầu thủy lực được bơm lên trợ lái. Chiếc xe có hệ thống trợ lực lái quá là khủng khiếp luôn. Bê nguyên từ ô tô sang. Cabin rất là rộng rãi. Chiếc xe được trang bị quả điều hòa. Quả điều hòa này thì người ngồi cạnh không ngồi được rồi các bạn nhé. Một cặp bình ắc quy khô, một cặp luôn các bạn nhé. Ở cái phần sụt trước các bạn có thể thấy một quả lốp 700-16. Lốp trước lần đầu tiên mình được thấy từ lốp sau B sang lốp trước. 3 quả phộc, các bạn có thể thấy nó quá là khủng. Chiếc xe được trang bị 4 đèn pha các bạn nhé, pha halogen, 4 pha siêu khủng. Và hệ thống gương xe Hàn Quốc luôn. Đấy, các bạn có thể thấy hệ thống gương xe quá là an toàn. Các bạn cứ chê xe công lông, thực tế chiếc xe công lông này nó không kém gì một chiếc xe ô tô. Thậm chí nó còn chắc chắn hơn vì khung sườn của nó, độ dày của nó cực là chắc. Chiếc xe được chế tạo bởi xưởng cơ khí em Minh Hiển Đại Tập các bạn nhé. Ở đây có số điện thoại này. Đấy, bây giờ mình sẽ lưu cái số điện thoại vào đây. Anh ơi, anh cho em hỏi con này anh gióng lâu không gì xong hả anh? Mấy tháng à? Con này anh thành thân chắc nó phải gần 300 ấy nhỉ? Thế được. Quá là tuyệt vời. Tại đây là công trình đang san lấp cái mặt lên các bạn nhé, chuẩn bị để làm một ngôi nhà. Chúng các bạn là chiếc máy xúc Volvo. Các bạn cùng với tôi tiếp tục theo chân bác tài xế công lông siêu khủng chế với hành trình đến sông Hồng để xúc cát các bạn nhé. Chiếc xe ngày hôm nay tiếp tục chở cát đi công trình xây dựng ở trong bà con qua xóm. Xin chào tất cả các bạn nhé, chúc bạn ngày mới vui vẻ. Video ngày hôm nay các bạn cùng với tôi theo chân chiếc xe công lông siêu bự chà bá, chiếc xe công lông to nhất từ xưa đến nay. Chiếc xe 5 khối các bạn nhé. Chiếc xe được trang bị khối động cơ ô tô.
các bạn cùng với tôi đến bãi cát sông Hồng. Một cái hành trình rất là dài của bác tài xế công lông siêu khủng chế ngày hôm nay với chiếc xe công lông 5 khối cát được trang bị khối động cơ máy ô tô các bạn nhé. Con này quá là bự trẻ hóa. Ở bãi cát là những chiếc máy siêu ô tô siêu lò tô, những chiếc siêu ô tô bén tải hổ vô. Các bạn thấy chiếc máy Sukumenko gầu vip 320LC quá là to. Một anh chàng rất là đẹp trai lái chiếc máy Sukumenko. Là những chiếc xe ô tô tải Trường Giang và những chiếc xe công lông các bạn nhé. Ngày hôm nay các bạn được chứng kiến chiếc xe công lông to nhất miền Bắc. Phải nói là đây là chiếc xe công lông to nhất từ xưa nay mình từng được gặp. Quá là tuyệt vời. Các bạn có thể thấy một cái khung cảnh vô cùng là tuyệt vời nhé. Bên đây là chiếc xe ô tô tải Trường Giang và chiếc xe công lông tự chế. Con này có quả cabin ác ấy nhỉ. Con này có quả cabin ác ấy nhỉ. Hai con đặt riêng nhau nhìn như con bố hơn con kìa. Đúng, hai con này đặt riêng nhau như là châu chấu đậu voi. Con này to nhất từ xưa nay đem được quay đấy. Thank you.
ông chủ bến cát cực kỳ là đẹp trai các bạn nhé. Và giờ là một hành trình rất là gian nan của bác tài xế công nông các bạn nhé. Các bạn cùng tôi theo chân chiếc xe công nông siêu khủng chế. Dưới bến là hai chiếc xe công nông chuẩn bị xuất hành. Chiếc xe công nông rất là to.
các bạn thấy hệ thống phanh hơi lốc kê hoạt động cũng là phê. Chiếc xe có quay hành trình rất là xa rồi các bạn nhé. Có lẽ bác tài xế quay đầu để đổ ven vào cái con nhà kia. Quá là mạnh, các bạn có thể thấy ở đây là một ngôi nhà. Ngôi nhà rất là rộng. Một chiếc xe công lông 5 khối cát. Nói có là một người nào đó sẽ tin rằng nó là xe 5 khối cát các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn vừa được chứng kiến chiếc xe công lông 5 khối được trang bị khối động cơ máy ô tô các bạn nhé. Chiếc xe khủng nhất từ xưa đến nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn đăng ký kênh này, chia sẻ ủng hộ cho những video của mình. Thanks for watching my video. Please subscribe my channel. Share and like and subscribe my channel. Thanks so much.